Tại huyện Võ Nhai, đoàn đã khảo sát kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri xã Phú Thượng, đề nghị xem xét thanh toán đủ kinh phí hỗ trợ cho người dân khi thực hiện các hạng mục thuộc dự án xây dựng bản truyền thống dân tộc Tày, xóm Mò Gà, xã Phú Thượng. Phản ánh của cử tri xã Vũ Trấn, tình trạng xuống cấp, đường hẹp gây khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông, đề nghị tỉnh quan tâm bố trí kinh phí cải tạo, nâng cấp mở rộng tuyến đường này. Kiến nghị của cử tri xã Bình Long, đề nghị cơ quan chức năng xem xét hạn chế việc nâng cao mặt đường khi tiến hành tu sửa tuyến đường DT265, tránh để mặt đường quá cao so với nhà ở của các hộ dân hai bên đường. Tại huyện Phú Lương, đoàn tiến hành khảo sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri xã Hợp Thành, đề nghị tỉnh quan tâm nâng cấp sửa chữa hệ thống rãnh thoát nước hai bên đường DT263 đoạn qua xóm Phú Thành để đảm bảo thuận lợi cho việc tham gia giao thông của nhân dân. Qua khảo sát thực tế cho thấy, các ý kiến kiến nghị của cử tri đã được các cơ quan chức năng và đơn vị doanh nghiệp liên quan tiếp thu giải quyết, tỷ lệ ý kiến giải quyết xong tăng. Đối với ý kiến đang trong quá trình giải quyết hoặc đã giải quyết xong nhưng phát sinh thêm ý kiến kiến nghị liên quan, đoàn khảo sát kiến nghị các cấp ngành địa phương tiếp tục quan tâm giải quyết triệt để các ý kiến kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền, đồng thời tăng cường công tác thông tin tuyên truyền để cử tri nắm bắt kịp thời kết quả giải quyết, qua đó tạo đồng thuận với nhân dân trên địa bàn.